Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị và các bạn, tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine đã thu hút được sự chú ý của giới truyền thông khi nước này tuyên bố Neptune sẽ chế áp toàn bộ hạm đội của Nga trên biển đen và phá hủy cầu Crimea trong một nốt nhạc. Vậy tên lửa Neptune là gì và sức mạnh đến đâu mà Ukraine lại tuyên bố hùng hồn như vậy? Việt Nam TV sẽ đưa ra câu trả lời trong bản tin ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, theo một số nhà quan sát tại Ukraine, tên lửa Neptune, biệt danh sao hải vương của nước này, là một tên lửa rất ít người biết đến. Nhưng rõ ràng tên lửa này có hình dạng giống với tên lửa chống hạm KH-35 của Nga. Thực chất, những tên lửa này đều có nguồn gốc từ thời Liên Xô. Dưới thời kỳ Xô Viết, công ty Motosik tại Ukraine, hiện nay là công ty quốc phòng lớn nhất của Ukraine, chịu trách nhiệm phát triển tên lửa và động cơ Công đoàn lắp ráp cuối cùng được giao cho nhà máy chế tạo máy bay Kharkiv cũng thuộc Ukraine. Tuy nhiên, sự tan rã của Liên Xô cũng giết chết dự án tên lửa trên. Nhưng Ukraine được thư hưởng tất cả các tài liệu thiết kế và may mắn là họ đã không làm mất hoặc bán những tài liệu này cho Trung Quốc hay Iran vào những năm của thập niên 1990. Do vậy, tên lửa Neptune thực ra không có gì là mới. So với tên lửa KH-35 của Nga không phải là phiên bản KH-35U mới nhất, thì tên lửa Neptune quả thực rất nguy hiểm. Tướng Nepapa, tư lệnh hải quân Ukraine tuyên bố rằng Ukraine có kế hoạch triển khai 3 tiểu đoàn tên lửa Neptune dọc theo bờ biển đen. Giám đốc điều hành của công ty sản xuất tên lửa chiến thuật Nga Boris Onosov cho biết rằng tên lửa KH-35U mới nhất của Nga rất khác so với các tên lửa trước đó. Nó có động cơ mới và chứa nhiều nhiên liệu hơn. Do đó tầm bắn của tên lửa KH-35 đã tăng lên 260 km. Các chuyên gia quân sự cho rằng loại tên lửa mới này của Nga có thể được sử dụng tiêu diệt nhiều loại mục tiêu, trong khi tên lửa của Ukraine lại chưa có khả năng này. Cựu Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng của Ukraine Alexander Tuchinov đã khẳng định rằng tên lửa Neptune có thể phá hủy cầu Crimea bắc qua eo biển cách trong vài phút, đồng thời nó cũng có thể hủy diệt tàu của Nga tại Biển Đen và Azov hay trong các cảng biển. Tất nhiên là tên lửa Neptune có khả năng như vậy. Nhưng Tuchinov và các chuyên gia Ukraine đã bỏ qua một thực tế rằng họ sẽ phải chiến đấu với hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga tại Crimea. Nên hiểu rằng hạm đội này đã được hiện đại hóa và trang bị thêm nhiều vũ khí rất hiện đại. Khi Liên Xô còn tồn tại, hạm đội Biển Đen đảm nhiệm toàn bộ khu vực Biển Đen, địa trung hải và thậm chí cả Ấn Độ Dương. Mặc dù tham vọng hiện tại của Nga không còn được như trước, nhưng quy mô của hạm đội Biển Đen vẫn còn rất lớn. Căn cứ hải quân chính của hạm đội Biển Đen tại Sevastopol trên bán đảo Crimea tạo thành một trung tâm phòng thủ chiến lược của Nga tại khu vực Biển Đen. Từ đó nước Nga có thể kiểm soát mọi hoạt động trong khu vực này. Các tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường hạng nặng Moskova của hạm đội được trang bị tên lửa chống hạm P-500 Basan các khinh hạm thuộc đề án 11356 được trang bị tên lửa hành trình Khalib và một số khinh hạm hàng nhẹ, bay m cũng được trang bị loại tên lửa hành trình này. Ngoài ra, hạm đội Biển Đen còn có 6 tàu ngầm diesel điện lớp kilo cũng được trang bị tên lửa hành trình Khalib. Vào năm 2021, hạm đội Biển Đen cũng sẽ nhận khinh hạm lớp 22800 Karakus với hỏa lực không thể xem thưởng. Hai quân Nga đóng trên bán đảo Crimea bao gồm cường kích bom Su-24M, máy bay trinh sát Su-24MR và máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM. Hệ thống phòng không bao gồm tên lửa phòng không tầm xa S-400 Chaium và hệ thống phòng không tầm thấp Panzer S-1. Có lẽ chỉ yên tâm về lực lượng tàu ngầm, tàu mặt nước và không quân hải quân trên bán đảo Crimea. Quân đội Nga tiếp tục triển khai tên lửa chống hạm KH-35 và Bastion tại các khu vực ven biển. Các loại tên lửa này đều có thể tấn công các mục tiêu trên biển và trên mặt đất. Litokhin, nhà quan sát quân sự nổi tiếng của Nga, đã nói với hãng thông tấn TASS của Nga rằng Ukraine có kế hoạch triển khai tên lửa Neptune ở đâu và khu vực biển nào sẽ bị phong tỏa. Hiện những thông tin này, Nga vẫn chưa nắm rõ và không thể xem nhẹ. Theo thông tin từ phía Ukraine, tên lửa Neptune là loại tên lửa hành trình đối đất có khả năng chống hạm. Nó được thiết kế để tiêu diệt các tàu tuần dương, tàu khu trục, kinh hạm, tàu hộ tống, tàu đổ bộ, tàu vận tải và các tàu chiến khác của đối phương. Các tên lửa Neptune được chứa trong các bề phóng có kích thước 5.300 x 600 và 600 ly. Tên lửa có chiều dài hơn 5 m với các cánh hình chữ thập và có thể được triển khai trên đất liền và trên biển. Tuy nhiên, với hệ thống phòng không dày đặc, nhiều tầng nhiều lớp của Nga không chỉ tên lửa Neptune hay bất kỳ tên lửa nào của Ukraine hoặc NATO khi bắn vào lãnh thổ Nga sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Trong một diễn biến khác, trước mối đe dọa từ Nga và cuộc chiến tại miền Đông đang đến hồi ác liệt, Ukraine đã quyết định mở không phận cho NATO và trực tiếp gây thêm sức ép tới Nga. Cuối tuần vừa rồi, quân đội Ukraine đã chính thức tuyên bố mở không phận cho các máy bay NATO. Theo công bố này, các máy bay của NATO có thể bay vào không phận Ukraine và tiến hành tuần tra. Đây là một động thái cho thấy sự gia tăng căng thẳng của Ukraine lên phía nước Nga. Bằng việc mở không phận cho NATO, Kiev đã trực tiếp gây sức ép cho Moscow. Ở thời điểm hiện tại, lực lượng vũ trang Ukraine cũng đang gấp rút tiến hành nhiều cuộc tấn công vào vị trí của quân ly khai tại miền Đông, bất chấp cảnh báo từ phía chính quyền Moscow việc Kiev mở không phận cho các máy bay NATO tham gia tuần tra được cho là một hành động nhằm kiềm chế không quân Nga, không cho phép lực lượng này can thiệp vào cuộc xung đột tại miền đông của Ukraine. Trước đó, quân đội Ukraine cũng đã kéo tới khu vực miền đông nước này rất nhiều tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại, bất chấp việc phe lê khai vốn dĩ không hề sở hữu máy bay. Hành động này của Ukraine được cho là để đề phòng sự can thiệp của không quân Nga vào cuộc xung đột mang tính chất nội bộ của nước này. Truyền thông quốc tế cũng đã nhiều lần đăng tải thông tin về việc Nga có thể sẽ đưa bộ binh hoặc không quân tham chiến tại miền đông của Ukraine nhằm cứu ván nhà nước tự xưng do Moscow hỗ trợ. Mặc dù vậy, bản thân Moscow lại chưa từng lên tiếng phủ nhận hay bác bỏ những thông tin trên. Không quân Ukraine nếu xét về mặt số lượng, chỉ bằng một phần mười so với không quân Nga bất chấp việc Kiev sở hữu nhiều tổ hợp vũ khí phòng không hiện đại, việc đối đầu với không quân Nga là một điều không thể. Vậy nên, có thể hiểu được lời tuyên bố mở cửa không phận cho máy bay chiến đấu của NATO, thực chất là một thông điệp mà Kiev muốn gửi tới Moscow, yêu cầu nước Nga hãy đứng ngoài cuộc chiến tại phía đông Ukraine. Đáp trả lại những thông điệp này, truyền thông Nga cho biết đã được sự cho phép của Belarus để điều máy bay ném bom, tiêm kích chiến đấu tới đặt ở quốc gia này. Động thái cứng rắn của các bên cho thấy tình hình căng thẳng tại khu vực biên giới quanh nước Nga đang leo thang rất nhanh. Nhiều khả năng trong thời gian tới, quân đội Nga sẽ tiến hành những cuộc tập trận quy mô lớn tại khu vực này như một hành động nhằm phô diễn sức mạnh quân sự. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin quân sự tiếp theo.